đánh nhau ở khu vực bên dưới thì chắc chắn là Gam sẽ có được một cái lợi thế từ việc là con Rakan gặp kiệt sức. Còn hồi nãy thì lúc nãy tôi lo một tí là nếu như mà mấy lần coi họ không chốt được con Rakan á, ba bãi cuối rừng, bốn bãi cuối rừng chạy sang hẳn phần rừng của Levi. Wow. Thậm chí là vòng sau rất nguy hiểm dành cho Emo. Để xem Emo có chưa sống đây không đây. Emo đang có quét kiếm để anh ta có thể lùi về và tấp biến rừng sử dụng cú đấm bốc đầu chính xác. Hồn gió thành công, xuất hồn không được nữa rồi. Và tạm thời con cóc đang từ cửa sát này tấp biến đến từ Super Easy Love đang bị tấn công. Và một triệu hồi lông vũ chưa đủ ra tường, Easy Love đang nấp sau cái vùng địa hình này. Anh ta có một chấm máu, anh ta bắn một đòn tấp biến lên từ Elio không kiếm được xạ thủ của mình. Super là người bị gây áp lực đến Levi từ Elio. Levi đang tới, cố gắng nhường mạng dành cho Levi là tốt nhất. Và lao thẳng vào, kích hoạt lá chắn lên đến từ Super. Câu giờ mà thôi, mạng dành cho Levi. Mạng dành cho Levi và lợi thế về phòng rừng cũng dành cho Levi. Với một nhịp Elia ganh sớm vào vị trí của Emo. Nhưng rõ ràng là trong những tình huống đánh tay đôi thì không quá là thua thiệt. Bây giờ Avro hất tung trượt, Super bị choáng ở đây. Và đây không có phép bổ trợ đến từ Super. Nhưng sát thương này liệu có đủ hay không? Bắn một đường hai rất hay đến từ Easy Love. Nhưng có triệu hồi lông vũ tuyệt đẹp bởi Super. Nó chói chúng hai người. El Yoya cấp độ 5 lao và quay trả lại sạn sát thương và hất tung thành công chúng vào người Easy Love. Avro tấp biến về đấm vào đến từ người chân đi rừng của FDK. El Yoya tấp biến lên bởi Levi, đòi được một mạng. Nhưng ở đây Levi chưa có cấp độ 6. Rất một con lính nữa, rất cần cấp độ 6, một con lính nữa thôi. Levi lao vào đánh lính, Levi đang có cấp độ 6, lốc xoáy được bùng ra, hất tung rất đẹp ở Levi. Levi và đó là Levi, nhưng Levi cuối cùng cũng phải nằm xuống rồi. Đang bắt đầu rình, bụi cỏ kia sẽ không có tầm nhìn, liệu Levi có muốn luôn qua bụi cỏ đấy không? El Yoya ngửi thấy cái mùi không thơm. Và khi đó thì đang là một tình huống 2 đánh 2 khu vực đường trên này. Bao sơ xét tung ra mới tên lửa giải ra và lao vào từ Levi, lốc xoáy bờ nguy tấp biến rất hay ở tình huống này. Nhưng sát thương đến từ Merwin là không nhiều cho lắm. Tạm thời sẽ chỉ là một tình huống lấy tốc biến của Merwin. Một tình huống đã có chiều cuối và một tình huống di chuyển cần phải cẩn thận đến từ Elio. Elio bị tấn công hất tung liên tục nhưng sát thương bồi vào đến từ bên phía của MDK. Họ đang hơi chậm một nhịp tấp biến về đến từ Elio. Easylove chưa dám lao vào. Easylove bây giờ đã có báo đạn rồi, đang chờ Emo tới. Emo là chìa khóa và giao tranh này. Báo đạn được sử dụng nó không thực sự là quá đẹp và người lên bản số đầu tiên là Elio và đoạt mạnh được sử dụng. Như vậy Elio đã phải lên bản số rồi. Easylove đứng ở một góc không hề tốt chút nào, anh ta đã phải lên bảng. Levi đang có sát thương, đối phương đã thấp máu rất nhiều người. Chúng ta lời về máu những lỗi về mạng. Và để xem Gam sẽ xử lý như nào đây. Đã có 4 sâu rồi. 4 sâu. Elio là người bị hất tung hồn gió chính xác. Levi lao vào. Emo đang tìm một người đối phương. Sát thương bồi bàn là rất nhiều. Bao đang được sử dụng. Super lên bảng đến số rồi. Gakiaya đang tới. Bao sấm sét tung ra. Rất đẹp đến từ Kiaya. Nó giữ chân vào ngược người thành viên đối phương. Elio đã thấp máu. Elio đã nằm rồi. Emo lao vào hất tung được một người. Nhưng sát thương là đủ đến từ Gam Esports để họ lấy được hai mạng của đối phương. Nhưng có muốn băng trụ hay không đây? Easy Love là người bị tấn công, anh ta tấp biến về vẫn dinh tả xung đột triệu hồi lồng vu rất nhiều sát thương bồi vào. Easy Love nằm xuống rồi, trụ bắn vào người Elia. Kia dịch chuyển tới nhưng chưa tìm được mục tiêu, đang chờ đấm qua tường. Elio là người che chắn để khiến cho đối phương không lùi về được, nhưng Fresco Wii dịch chuyển tới, do đó thì chúng ta sẽ mất người chơi xạ thủ và lấy được con rồng để xem đường dưới có được tấn công thành công hay không. Solo giữa hai người chơi này, Levi đang rất sành. Levi đang muốn tìm vào người của Merwin. Merwin đã bị tấn công, mưa tên lửa giải ra để có thể che góc lùi về. Sát thương của Levi là không có bởi vì đối phương đã lùi về góc an toàn. Thì tạm thời đường trên có bao sấm sét tung ra. Levi đang muốn tới, Levi đang muốn gánh Merwin. Merwin có chiêu cuối, có tấp biến, nhưng có vẻ như là Merwin sẽ tiết kiệm một cái gì đó để anh ta có thể sử dụng ở nhịp format sau. Mạng dành cho Levi, mạng thứ 6 dành cho Levi. Ở đường giữa thì Easy Love tung chiêu cuối ra để dọn dẹp lính và sau đó anh ta rút về. Đấm nhẹ một đòn lấy máu của đối phương mà thôi. Đánh hạ thông đổ chơi tới chăng? Chơi luôn à? Lên chơi luôn. Sức hút kỳ hoa được dùng ra. Levi bị dính kiệt sức. Levi có lốc xoáy bộ pháp tấp được sử dụng. Super là người đang bắn vào người đối phương. Levi rất trâu. Levi muốn chơi lên và tấp biến về bởi Merwin. Kiaya đã tới rồi. Hất tung không thành công, đặt mạnh cũng không thành công đến từ Emo. Đang chém vào người Fresco. Bao sấm sét tung ra cũng không đẹp. Gam nên về trong thế này. Mưa tên lửa giải ra để phản công nhưng góc này cũng không phải là đẹp dành cho bên phía của MDK. Để có thể tiếp tục dí vào đối phương và tìm kiếm những điểm hạ gục trong tiểu giao tranh sau thì Gam có thể cân nhắc. Bây giờ Super, anh ta vẫn còn chiêu cuối. Không có một tình huống sử dụng chiêu cuối sớm đến từ Super. Bây giờ mới sử dụng chiêu cuối tấp biến về, vẫn bị bắn chết đến từ Easy Love. Elia bắt buộc phải lùi về. Chúng ta lấy được hai phép bổ trợ và mạng cùng với chiêu cuối của Super. Rất tuyệt vời trong tình huống khai thác vào vị trí của Super. Hai phép bổ trợ chiêu cuối của xạ thủ Malen Coin đã bị lấy đi trong tiếng vừa rồi. Quan trọng là Gam sẽ có thế ở đường giữa này. Merwin bắt buộc phải thả mưa tên lửa. Hất tung thành công, lao vào chém, sát thương bồi vào là rất nhiều. Máu đã được sử dụng, mạng dành cho Easy Love. Fresco Win đã tới, Easy Love tấp biến về ở bên đây. Thì lại có một mạng nữa dành cho Gam. El Yoya đã phải nằm xuống rồi. Và Elio bị kẹt lại trong trụ. Một mạng đáp trả lại ngược lại bằng MDK. Bây giờ để xem là bên phía của MDK họ sẽ làm gì. Đó là điều cần thiết. Tôi nghĩ đó là điều cần thiết bởi vì tấp biến của Kia sắp hồi. Levi đã hồi tấp biến rồi. Và ở khu vực đường dưới này tôi rất thích cái kiểu lên đồ của Merwin ở món trang bị lần thứ hai. Đó là cái món trang bị mà tôi không hề sợ chút nào.
một cái quyền trượng bão tố ở thời điểm này là quá muộn màng dành cho một co Rumble rồi khi mà anh ta lên cái mặt nạ đầu tiên, nhưng người bị tấn công lại là Emo. Emo tốc biến, xin lỗi mọi người, chiêu cuối lùi về, bị dính tả xuống, đã bị hất tông liên tục. Đường dưới này Kia solo với cả Merwin. Merwin tấp bóng, Merwin nằm xuống rồi, 1-1. Còn Kia bắt buộc phải phòng thủ rồi. Bây giờ tấn công Aro có bộ phát tấn công tung ra, mưa tên lửa giải ra góc này rất đẹp. Và bên phía của Gam họ đã gặp khó khăn, sắt đao dành cho người chơi đường trên của NBK rồi. Bao đoạn tung ra cũng đẹp không kém, bị dính hôn gió. Elia thấp máu, cái đoạn mạnh không đẹp đến từ Emo và Emo đã chém Elia. Elia nằm xuống rồi, tấp biến về bởi Emo. Và như vậy chúng ta có hai mạng, đối phương chỉ có một mạng duy nhất mà thôi. Easy Love cứu pha giao tranh này, hôn gió chính xác. Elio bị tấn công, anh ta lùi về được. Hai mạng dành cho Gam và một mạng dành cho Baron Coin, nhưng tôi cảm giác rằng Baron Coin vẫn là đội lời hơn. Và bây giờ cần phải kiểm soát tầm nhìn, nhưng cần phải đi chung với nhau. Đường trên có đánh nhau, Frescoe đang bị chém đến từ Emo. Chỉ là lợi thế về máu mà thôi, bởi vì Frescoe vẫn còn phi hồ để có thể lùi về. Ở bên phía bên kia, Elia là người duy nhất không có tốc biến, nên là phải hết sức cẩn thận. Avaro bị tấn công nhưng quay trở lại, hất tung thành công người của Elio. Sức hút kỳ hoạt tung ra đoạn mạnh lần này thì lại rất đẹp rồi. Lốc xoáy được sử dụng combo combo của VZ chưa? Hay bên phía của MDK, họ đã đi rồi. MDK họ mất đi 3 người chơi ở pha thi đấu này. Bao đông không? Dịch chuyển bóng đầu đến từ Frescoe. Frescoe dịch chuyển vào đầu. Easy Love có thể sẽ được hôn gió chính xác rồi, có tay tải tấp biến lùi về. Cuối tiếp sao? Tục là Wombo có bóng đẹp. Và người lên bản được số đầu tiên là Avaro. Elia tấp máu lắm rồi, tả xương nó tung ra. Nó trúng vào người của Levi. Levi tấp máu, Levi vẫn còn sống. Mưa tên lửa giải ra, Supa đã bị đánh cắp. Supa đã tấp máu. Và một cái xuất hồn lùi về thì màu chưa đủ sát thương để kết liễu vào người chơi thả thủ đối phương. Supa, anh ta lao thẳng vào chỗ. Anh ta nằm xuống rồi khi mà người chơi hỗ trợ GameSpot sống sót thành công. Rất nỗ lực đến từ bên phía Balan Coin và Merwin có thể đã nhận đây tốc biến bỏ đi. Và Frescoe sẽ đón đầu Merwin lùi về, nhã một cú Gam Time dành cho Merwin. Nhưng Gam chưa muốn dừng lại, họ đang muốn nhìn vào Frescoe. Frescoe không có phi hồ nhưng Levi lại sử dụng E vào lính mất rồi. Còn Kiba còn Kiba hất tung thành công, đây là mạng sắt cao. Lao vào chém liên tục, sắt đào dành cho Levi. Rất tuyệt vời dành cho GameSpot với liên tục là những tình huống tìm kiếm đẹp của vừa rồi. Và đó là một điểm shut down của một con Ari 6-0 trong tay Frescoe. Để xem thật Elia Frescoe. Emo đang có thể sẽ gặp nguy hiểm ở trong tình huống này nha. Nhưng bắt đầu lùi về để cover dành cho đội của mình. Không phải vội vàng làm gì đến từ GameSpot. Họ đang đối đầu với thế thập diện mai phục đến từ đối phương. Avaro lao vào nhưng thực sự không đẹp một chút nào. Người ngăn cả đối phương lao vào, đó là một Emo con bài Yone chắc tại Emo. Nhảy tới và hất tung thành công vào người của bài Vi này. Vi tấp bắn Levi lên bàn đầu số rồi. Và Levi lao vào hất tung với Supa. Supa bắt buộc phải sử dụng kiêu cuối. Levi có giáp tiên tần. Frescoe không được chơi. Frescoe nằm xuống. Kia bác sắp xét tấp biến lên để làm cho đối phương bấm đồng hồ. Levi vẫn đang tiếp tục quẩy. Anh ta còn giáp tiên tần nên tự tin như vậy. Và ở bên này thì người chơi đứng trên GameSpot đã nằm xuống rồi. Supa vẫn sống sót một chấm máu. Levi mất giáp tiên tần. Liệu E được hay không? Lùi về. Tôi nghĩ Amaron sẽ là hợp lý hơn cả. Và sau đó là con rồng để có linh hồn rồng. Rất tuyệt vời đến từ GameSpot. Vì chiêu cuối của Elio nãy giờ được dùng rất là đẹp. Anh ta đang tìm được những góc rất tuyệt vời với con Rao này. Chúng ta sẽ cùng xem linh hồn rồng gió sẽ giúp cho Gam họ mở như thế nào trong những tình huống tiếp theo. Kiểm soát tầm nhìn trước đã. Gam đang áp lực ở khu vực đường giữa này. Đối phương đang phải đi vòng. Một con bài V của Elia đang chặn lính, nhưng vẫn còn lính ở đó. Frescoe bị lộ diện rồi. Anh chàng này đang cố gắng để có thể lùi về, để xem có lùi nổi hay không. Kia chạy bắc đâu đây? Chạy đâu con sâu. Bao sấm sét tung ra vẫn bị làm chạy cho sấm sét bao là rất nhiều tấp biến về. Và sử dụng quả cầu để lùi về, nhưng Levi đang ở đây. Mạng dành cho Kiaya. Mạng dành cho Kiaya. Và chúng ta đã đổi lại là hai chiêu cuối của Emo và Kiaya. Nhưng có được điểm hạ gục vào Frescoe. Sát thương Warden sẽ là có, nhưng cần phải ưu tiên đánh người hơn. Tiếp tục hất tung lao vào rất đẹp đến từ bên phía GameSpot. Bao đạn tuyệt vời, tiếp tục là hất tung, quá nhiều hất tung. Supa sử dụng chiêu cuối lọt giữa vòng vây đối phương rồi. Và Easy Love là người có được điểm hạ gục. GameSpot họ đã quét dơ đối phương, chỉ một mình Elia sống sót mà thôi. Bây giờ Game họ đã càn lên, vẫn còn lính hay không? Không có lính. Không có lính, như vậy phải giết được Elia đã. Kết liễu với người Elia trước đã. Elia tấp biến về. Đừng chạy đi anh ơi. Rất khó để chạy ở trong tình huống này. Đừng chạy, mất thời gian của anh ơi. Quá nhiều thời gian đầu tư đến từ Elia. Quét sạch dành cho GameSpot và chúng ta sẽ end game. Một điều dành cho GameSpot. Một ván thi đấu mà chúng ta đọ macro một cách song phẳng với đại diện đến từ LEC. Và rất tuyệt vời khi mà GameSpot không còn có những tình huống sai lầm ở đầu trận nữa. Một ván thi đấu với con Rao tốt hơn rất nhiều đến từ Elio. Và Wombo combo quá đẹp đến từ GameSpot. Lần này Levi lên tiếng quá rõ ràng để đem lại chiến thắng dành cho Gam. Và chúng ta sẽ đến với ván 3. Và các bạn ơi, mấy giờ rồi ạ? Hãy spam Gam Time trên khung chat để tiếp tục ủng hộ GameSpot ở ván thi đấu thứ 3. Ván thi đấu này chúng ta đã thi đấu tuyệt vời.